Xin chào quý vị các bạn, đầu xuân năm mới và tuần này có lẽ cũng là lúc mà tất cả các hãng xe trên thế giới đều đưa ra những mẫu xe chiến lược của mình trong năm 2021. Và Nissan thì không nằm ngoài ngoại lệ. Nissan Qashqai hoàn toàn mới được ra mắt và thiết kế sắc sảo cùng với cái ngôn ngữ thiết kế hiện đại hơn. Đây là thế hệ thứ 3 của mẫu crossover bán chạy bậc nhất tại thị trường châu Âu. Mẫu crossover mới nhất của Nissan sở hữu thiết kế ngoại thất sắc nét và cơ bắp hơn. Nổi bật với lưới tản nhiệt V-Motion cũng đã là một cái ngôn ngữ thiết kế quá quen thuộc của Nissan trong thời gian gần đây. Cũng như hệ thống đèn pha LED ma trận được thiết kế mảnh với đèn chiếu sáng ban ngày hình boomerang mới. Dáng vẻ thể thao của Qashqai được thể hiện bởi đường vai mạnh mẽ chạy dọc theo chiều dài của thân xe, trong khi lần đầu tiên trong lịch sử của mẫu xe này. Nissan sẽ cung cấp tùy chọn la răng hợp kim 20 inch. Mẫu xe này có kích thước lớn hơn so với mẫu xe hiện hành. Phiên bản mới dài hơn 35mm, rộng 32mm và cao hơn là 25mm, trong khi chiều dài trục cơ sở được mở rộng thêm 20mm. Với những nâng cấp lớn nhất chính là không gian nội thất bên trong xe, thì cụm đồng hồ ở bên trên bảng táp lô giờ đây là một màn hình kỹ thuật số có độ sắc nét cao và có thông số lên tới 12,3 inch và cung cấp nhiều lựa chọn bố cục như hiển thị thông tin điều hướng, thông tin giải trí và các bạn có thể tùy chỉnh với tính cá nhân hóa cao. Tất cả đều được thiết kế điều khiển thông qua một cụm công tắc ở trên vô lăng. Ngoài ra còn có một màn hình hiển thị Head-up display 10,8 inch mới, có thể đánh giá là lớn nhất trong phân khúc. Hệ thống thông tin giải trí mới chạy trên màn hình cảm ứng 9 inch, độ nét khá cao, tích hợp với Nissan Connect, Android Auto và Apple CarPlay không dây. Hệ thống phát Wi-Fi trên xe cho tối đa 7 thiết bị, cũng như các cổng sạc USB phía trước, phía sau, để các bạn có thể thoải mái tận dụng những không gian của mình. Đây là mẫu xe đầu tiên của Nissan tại thị trường châu Âu sử dụng nền tảng CMFC của LNG. Đi kèm với những lợi ích về tính thực tiễn, không gian hành lý trên bản mới lớn hơn 50 lít so với trước đây. Nhờ mặt sàn cốp sau được hạ thấp hơn 20mm, cửa sau mở ra 90 độ cho phép trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi ngồi trên hàng ghế trẻ em có thể ra vào một cách dễ dàng hơn. Nissan cho biết Qashqai mới có sẵn một loạt các tùy chọn động cơ bao gồm hai động cơ xăng hybrid nhẹ cũng như hệ thống chuyển động hybrid tự sạc đầy sáng tạo e-power của công ty. Đầu tiên là động cơ 4 xi lanh tăng áp DEGT 1,3 lít hybrid nhẹ. Hệ thống chuyển động hybrid nhẹ này có sẵn với hai đầu ra công suất là 138 mã lực và mô xoắn cực đại là 240 Nm, cùng với đó là 156 mã lực mô xoắn và 260 Nm. Được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số Ektronic CVT. Một tùy chọn dẫn động 4 bánh sẵn nhưng chỉ kết hợp với động cơ 156 mã lực cho mô men xoắn lớn hơn một chút ở mức 270 Nm và hộp số CVT mà thôi. Hệ thống chuyển động Hybrid e-Power mới khác với các hệ thống chuyển động Hybrid tự sạc khác trên thị trường vì nó sử dụng động cơ ICE làm máy phát điện và không kết nối với các bánh dẫn động. Đây là một cái công nghệ mới mà Nissan cũng đưa lên chiếc xe Qashqai của mình. Hệ thống kết hợp với động cơ xăng 1.5 lít sản sinh công suất là 187 mã lực và 330 Nm. Kết quả của hệ chuyển động này ở trên mẫu xe này là tạo ra một chiếc crossover với các đặc điểm lái giống như xe thuần điện vì động cơ điện là động cơ cung cấp năng lượng độc quyền cho các bánh xe. Hệ thống e-power của Nissan kích hoạt động cơ đốt trong khi cần thiết, luôn vận hành động cơ này trong phạm vi tối ưu để tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường. Trong khi hầu hết các cấu hình của Qashqai đều có hệ thống treo dạng chùm xoắn cơ bản, thì việc sử dụng bánh xe 20 inch hoặc thiết lập AVKD sẽ nâng cấp hệ thống treo này lên loại đa liên kết, có thiết lập thêm thanh chống MacPherson ở hai trục cùng với hệ thống trợ lực lái được cải tiến, hứa hẹn sẽ mang lại một phản ứng tốt hơn dành cho chiếc xe của chúng ta. Nissan sẽ bán Qashqai tại thị trường châu Âu trong nay với giá bán sẽ được công bố sau. Và chúng ta cùng hy vọng rằng Nissan sẽ đưa mẫu xe này về thị trường Việt Nam để chúng ta có thêm một đối thủ cạnh tranh cực kỳ sừng sỏ nữa ở trong cái phân khúc crossover mà hiện tại chiếc Mazda CX-5 hay là chiếc Hyundai Tucson đang là những mẫu xe được ưu tiên hàng đầu, được quan tâm rất nhiều tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Cuối cùng thì các bạn hãy để lại những đánh giá của mình ngay xuống phía dưới phần comment của video và cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách like video, share và ấn đăng ký ủng hộ kênh để chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong nhiều video trải nghiệm hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bạn.